Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Lã Văn Khôi. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thì đối với cái bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên này ấy, thì là có thể gặp ở tất cả các lứa tuổi và nam nữ gì đều có thể bị hết. Đấy thì trong cái bài hôm nay thì tôi xin chia sẻ về các cái nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân của cái liệt dây thần kinh số 7 này ấy, thì nó có ba cái nhóm nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất đó là do phong hàn tức là gió lạnh, Tây y thì gọi là gió lạnh. Thì cái nguyên nhân này thì nó chiếm tới 80% là tỷ lệ người bị mắc cái liệt dây thần kinh số 7 này. Đấy thì cái nguyên nhân gió lạnh ấy, là do cái dây thần kinh lúc nó chui qua các cái ống xương nó phù nề lên và nó dẫn đến là nó liệt cái dây thần kinh. Đó là theo Tây y, còn theo như Đông y thì đó là do phong hàn, gió lạnh, do phong hàn nó xâm phạm vào các cái kinh lạc, nó gây tắc trở các kinh lạc và dẫn đến cái liệt dây thần kinh số 7 này. Đó. Còn nguyên nhân nữa đó là nguyên nhân do sang chấn, do chấn thương, thì trong Đông y thì gọi là do thể huyết ứ. Đấy thì tức là do những cái va chấn chấn động vào cái dây thần kinh số 7 ngoại biên đó và nó dẫn đến là cái tổn thương của cái dây thần kinh số 7 ngoại biên đó. Còn nguyên nhân nữa, nguyên nhân thứ ba đó là do zona hoặc là do những cái mụn nhọt đấy, đó là về Tây y, còn về Đông y thì đó gọi là do phong nhiệt đấy, tức là do những cái virus vi khuẩn nó ăn nó tổn thương vào cái dây thần kinh và nó dẫn đến cái liệt của cái dây thần kinh số 7 này. Thì trong cái khuôn khổ bài hôm nay ấy, thì tôi xin chia sẻ với mọi người về cái bệnh liệt số 7 ngoại biên mà nguyên nhân là do lạnh, còn cái nguyên nhân do chấn thương và cái nguyên nhân do zona do cái phong nhiệt đó thì tôi sẽ có những cái bài viết cụ thể và các bạn có thể tìm đọc. Còn đối với cái liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnh này ấy, thì là cái người mắc cái bệnh này nó thường là cái triệu chứng nó đến một cách đột ngột đấy, có thể là sau khi ngủ dậy, sau buổi sáng ngủ dậy, hoặc là một người sau khi đi gặp gió, gặp lạnh, gặp mưa, gặp rét về thì đột nhiên buổi sáng dậy là đánh răng thấy nước trào ra chẳng hạn, rồi súc miệng thấy khó đấy, và ăn nhai cũng cảm giác là nó khó, uống nước nó trào ra chẳng hạn, đó là đối với cái miệng. Và tự dưng thấy mồm là nó méo đi. Đấy, nó kéo sang một bên, nhấn trúng miệng nó kéo sang, rồi mắt thì bị hở đấy, đột nhiên là mắt là không nhắm kín được, không nhắm khít được, có thể là có kèm theo là chảy nước mắt hoặc có trường hợp là bị khô mắt đó. Còn lại cái triệu chứng ở cái phần trán đấy thì có thể có, là những cái trường hợp này nó sẽ bị mất cái nếp nhăn trán đấy, tức là bình thường chúng ta sẽ nhắm được như thế này này, các nếp trán chúng ta sẽ nhắn được như thế này, nhưng mà những người bị cái liệt dây thần kinh số 7 này thì một bên thì nhắn được và một bên thì không nhắn được cái trán này đó. Ngoài ra thì có một số trường hợp là còn bị u u cái khu vực tai hoặc là đau nhức ở khu vực tai phía bên cùng với cái bên bị bệnh đó. Đấy thì cái hiện tượng u này là do dây thần kinh tiền đình ốc tai và dây số 7 nó đi chung nhau qua một cái ống xương đấy, thì khi phù cái dây 7 này thì nó cũng chèn ép luôn cả cái dây của tiền đình ốc tai đó, cho nên là nó dẫn đến là cái ù như vậy đó. Đó là các cái triệu chứng của cái liệt dây thần kinh số 7 này đấy, thì cái triệu chứng này nó dẫn đến là làm cho chúng ta rất là khó chịu đấy. Và cái bệnh này nếu như chúng ta mà điều trị mà không đúng phương pháp, điều trị không khỏi, nó sẽ để lại một cái di chứng mãi mãi sau này đó. Mãi mãi sau này mọi người vẫn cứ bị méo miệng, bị mắt hở nhắm không được đấy, và có thể nó dẫn đến cái biến chứng là nó có thể dẫn đến viêm giác mạc kết mạc, nó ảnh hưởng đến như thế và nó dẫn đến cho chúng ta là đi ra ngoài rất là tự ti đấy, không tự tin được bởi vì miệng méo, nhiều khi họ còn nói là mình cười đều đấy, thì mọi người sẽ bị ảnh hưởng đến cái công việc đấy, và có những người ảnh hưởng đến cái tâm lý rất là nhiều, nhất là các bạn trẻ mà chưa lấy vợ lấy chồng gì đó thì bị như thế này thì cũng
cũng rất là lo ngại đấy. Thì sau đấy thì tôi sẽ chia sẻ về cái phác đồ điều trị mà hiện tại chúng tôi đang còn điều trị cho các bệnh nhân ở đây. Đó, với cái liệt bài này thì thứ nhất đó là chúng ta phải dùng, đối với Tây Y thì ta phải dùng thêm đó là thuốc để chống viêm, bởi vì là khi cái dây thần kinh nó phù nề lên thì chúng ta phải có những cái thuốc chống viêm, chống phù nề vào đó. Thứ nhất. Thứ hai nữa, bên Đông Y là chúng ta sẽ sử dụng là thuốc uống. Đây là cái các cái bài thuốc bắc đó, có rất là nhiều vị. Thì cái tác dụng của các cái thuốc này thì nó sẽ giúp để chúng ta là ôn kinh, và nó làm ôn ấm các cái kinh lạc lên, và để nó lưu thông cái khí huyết, và dần dần nó phục hồi lại cái dây thần kinh của mình, và nó là sau đó là nó phục hồi được, nó đỡ được bệnh đó. Tiếp nữa đó là chúng ta phải châm cứu. Nhưng mà châm cứu lưu ý với là bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biến do lạnh này là phải là ôn châm. Ôn châm tức là gì? Ôn châm tức là mình dùng cái kim châm vào các cái huyệt vị đấy, ở bên cái chỗ bị bệnh đó, các huyệt vị cần thiết đó. Sau đó dùng cái ngải cứu, cái điều ngải. Điều ngải đó là mình đốt lên và mình hơ vào các cái kim đó. Mục đích là để nó dần cái nhiệt đấy đi theo cái kim đó, đi sâu vào bên trong. Đó thì mình cứ tưởng tượng rằng giống như một người mà đi ngoài gió ngoài lạnh về rất là rét, run cầm cập ở trong người mình như thế, thì mình cần phải đốt một cái đốm lửa lên để mình sưởi ấm đấy. Thì đây là một cái điều ngải mà tôi vừa nhắc đến đây đó. Đây là cái ngải cứu mà chúng ta dùng để hớ lên các kim đấy nhá. Đây là cái điều ngải này đấy. Thì cái này là được làm từ cái ngải cứu và các cái thành phần thuốc khác. Thì mình sẽ đốt cháy những cái ngải này đấy. Thì là sau khi đốt cái ngải này xong và chấm các cái kim xong rồi thì mình sẽ hớ theo cái kim đó đấy, hớ theo các cái kim. Và cách hớ như thế nào, cách hớ như thế nào và xoa bóp massage như thế nào thì sẽ có một cái video chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể sau đó. Đó thì kết hợp là hớ ngải cứu đó. Sau khi hớ cái ngải cứu đó xong thì chúng ta sẽ là massage nhẹ nhàng, cũng không nên là bấm huyệt hay là không nên tác động vào quá mạnh đó. Và ngoài ra khi chúng ta hàng ngày, có thể là buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là buổi sáng thức dậy, thì mình kết hợp thêm là chườm cái ngải cứu. Thì đấy, thì hiện tại thì như bên chúng tôi thì đang còn dùng cái túi chườm đây. Đấy, thì vì nguyên nhân là do lạnh cho nên là chúng tôi đây là có cả những cái túi chườm này là chúng tôi đã làm. Và thành phần của nó, thành phần của cái này là có cả ngải cứu và các cái vị thuốc khác chúng tôi đã làm sẵn ở trong này rồi. Đấy, thì nếu như các bạn mà không có cái này thì có thể là đi hái lá ngải cứu tươi đấy, về và sau đó các bạn sao ấm lên, chườm đắp. Tất nhiên là nhiều khi như thế cũng hơi là bất tiện. Còn cái này thì chúng tôi đã làm và đóng thành thành túi như thế này rồi. Thì cái này thì sử dụng nó rất là tiện lợi. Các bạn chỉ cần về cho một ít rượu trắng vào cũng được. Đấy, cho một ít rượu trắng vào, sau đó là xịt thêm một cái này cũng là do chúng tôi làm ra. Đây, chúng ta có thể xịt thêm cái thông lạc tửu này. Đây là một cái thuốc để chúng tôi chuyên dùng để xóa bóp đấy. Đấy, cũng được làm ra từ các cái thành phần từ các cái thuốc mà chúng tôi ngâm. Đấy, thì sau khi cho thêm một ít rượu trắng vào và mình xịt cái thuốc này, xịt thêm cái thuốc này lên đó, để nó tăng thêm cái tác dụng, tăng thêm tác dụng đó. Sau khi chúng ta xịt như thế này xong sẽ làm nóng cái túi này lên
làm nóng làm ấm cái túi này lên bằng cách, một là nhà nào có lò vi sóng thì chúng ta sẽ cho vào cái lò vi sóng đó làm ấm nó lên. Đấy, và sau đó chúng ta đưa ra chườm. Còn nhà nào không có lò vi sóng thì chúng ta có thể là cho vào hấp cách thủy. Đấy, có thể là đun một nồi nước sôi cho một cái bát ở bên trong và mình bỏ vào trong cái bát đó và đẩy vung lại, đẩy nắp lại cho nó ấm nóng lên, sau đó là mình chườm trực tiếp vào bên cái bên mình đang bị liệt như thế này. Đấy, mình có thể chườm hết. Đấy, chườm cả những cái khu vực như thế này. Đó, mình sẽ chườm lên. Đấy. Ví dụ như là bị liệt bên này thì mình sẽ chườm ở cái bên này. Đó, chườm như thế. Thì mỗi lần chườm như thế này thì nó cũng rơi vào tầm 20 đến 30 phút là được. Thì một cái túi như thế này mình cũng có thể là dùng được trong ngày. Đó, và một cái túi lớn như thế này sẽ có từ 15, có loại là 15 túi nhỏ và có loại là 20 túi nhỏ như thế này. Đấy, thì cái này thì chúng tôi đã sử dụng cho các bệnh nhân ở đây và thấy hiệu quả rất là tốt. Đấy, đó là về cái làm cái chườm này. Đó, ngoài ra bây giờ cái liệt dây thần kinh số 7 này chúng ta cần phải kiêng những cái gì? Đấy, thứ nhất là chính là nguyên nhân nó do lạnh, cho nên là bây giờ những cái gì lạnh là mình phải kiêng. Đấy, thì bây giờ đi khi đi ra ngoài thì phải bịt khăn ấm, rồi là vì cái mắt chúng ta hở cho nên bụi bặm nó có thể vào trong mắt mình, cho nên khi đi ra ngoài mình phải đeo kính cẩn thận để tránh cái viêm của cái mắt mình. Đấy, còn ăn thì mình sẽ phải kiêng này, kiêng ăn thịt bò, kiêng ăn đồ nếp, kiêng ăn cá mè. Đấy, đó là những cái đồ ăn nó nê trễ và dễ gây viêm và nó có thể dễ gây rút cớ của mình. Đó, và ngoài ra thì những cái đồ ăn thức uống lạnh là đều phải kiêng, ví dụ như kem này, nước đá này, rồi là sữa chua lạnh này. Đấy, những cái đồ mà nó liên quan đến lạnh là chúng ta phải kiêng. Ngoài ra là chúng ta tắm rửa, khi chúng ta tắm rửa thì phải hoàn toàn bằng nước ấm, không được dùng nước lạnh, kể cả chúng ta khi rửa mặt. Khi rửa mặt chúng ta cũng phải rửa hoàn toàn bằng nước ấm. Và sau khi rửa mặt hay là tắm xong thì chúng ta phải lau thật khô và lau khô nhanh, không để cho cái lạnh, cái nước đó nó ngấm vào ở bên trong. Đó, đó là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Đấy. Và ngoài ra thì khi mà các bạn có những cái dấu hiệu đó thì các bạn nên đến những cái cơ sở chuyên khoa. Cái này thì chúng ta nên đi theo chuyên khoa y học cổ truyền. Đấy, thì để chúng ta điều trị theo đúng cái phác đồ, bởi vì cái này nó cần phải chấm cứu. Thì cái điều trị cái này chúng ta điều trị sớm ngày nào tốt ngày đó, chúng ta để ra càng lâu điều trị càng khó khăn. Đấy, cho nên là các bạn khi mà bị cần phải đến cơ sở khám chữa bệnh uy tín để kịp thời được thăm khám cụ thể. Đối với phòng khám của chúng tôi thì chúng tôi cũng chuyên trị cái bệnh liệt dây thần kinh số 7 này. Đó, thì nếu như các bạn mà có những cái vấn đề gì thắc mắc, cần hỏi, cần được giải đáp thì các bạn có thể là liên hệ cho chúng tôi qua là Zalo, qua Facebook hoặc là qua các số điện thoại mà chúng tôi đang để đó, và đặc biệt là qua cái trang web của chúng tôi này. Đấy, thì là các bạn có thể là đặt các cái câu hỏi và chúng tôi sẽ sẵn sàng là tư vấn và hỗ trợ các bạn về cái bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoài biên này. Và tôi xin phép là chào tất cả mọi người và hẹn sẽ gặp mọi người ở một cái video sau và sẽ có những cái nội dung chia sẻ với mọi người sau. Xin chào, xin cảm ơn.